Ok, hello các bạn nhé, chào mừng bạn quay lại kênh Subata. Hôm nay mình chơi tiếp tục từ game Hogwarts Legacy. Đây, vào nhân vật. Cái này có bản việc hóa đàng hoàng nha. Sau đó team mới việc hóa xong. Quá xịn sò luôn. Mang thêm một phép khống chế, một phép thần lực, phép sát thương trong bộ phép của bạn giúp bạn chuẩn bị hầu hết cho các tình huống chiến đấu. Thần lực Hogsmeade, here I come. Trả mặt trăng. Ồ. Có bao nhiêu mặt trăng? Nghe tiếng hả? Lát viên môn hai mặt trăng nữa. Nay mình sẽ đi lấy mặt trăng. Mở map bằng map không quốc. Tháp giao bàn. Sân tháp đồng hồ. Vô thôi. What are you up to now? Đây. Mở cửa ra mày. Phải mở cửa ra. Đây cửa này. Alohomora. Alohomora. Easy. Revelio. Ủa, cái này chỉ có thằng này thôi. Mình nghi chứ. Mine now, Demi guys. Đây. What the hell? Máy nào máy gì ta? Một cái nữa. Sẽ dịch chuyển tới cái chỗ Great Hall. Đây luôn. Đại sinh đường. Đây. Coi có cánh cửa. Revelio. Con diễn kiều thế. Mày mở cửa ra. Alohomora.
Easy. What do we have here? A demigod. Mine now, demigods. Mày à? Mày núp với tao. Protego, Revelio. Để ở trên. Lên trên này nộp. Bảy máy máy. Revelio. Có cái hộp. Một câu. Dưới kia luôn. Bên này trừ con dê đi. Revelio. Ngựa. Cái này giải sao? Gì là số máy? Dưới kia là con nhện, trên này là rồng ba đầu. Revelio. Đưa cho ông thầy. Yes, I told you. You're very clever. Clever. Trả ông này. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demigod statues? Thật ra cháu có vài mặt trăng cho ông rồi. Have some moons for you. Oh, my mind feels lighter. Tạm thấy nhẹ nhõm khi biết mấy bức tượng nó cuối cùng. I did promise to show you how to improve. Chỉ giờ trò cải thiện phép. Khi nào trò mang cho ta đủ số mặt trăng. With that knowledge, you'll be able to break open even stronger locks. Và kiến thức đó sẽ giúp trò mở khóa. We don't yet know who's behind these statues. Tuy nhiên chúng ta không biết ai đứng sau những bức tranh đó. Lying in wait to torture me. Những thứ bán bổ ra rồi. Nếu trò mang tay ta nhiều hơn thì tôi sẽ dạy dùng phép mạnh nhất trong giới phép thuật. At least known to me. Keep looking for those moons, hmm? You'll save my sanity and we may get okay. To the bottom of whoever's behind all of this. Revelio. Dưới này có cái hòm. Hòm ở trên nữa hả? Lên trên kia mở hòm đường nào đó. Đây lên trên này mở luôn. Cha nó chơi. Đi bên đây mới qua được. Cười đéo mình. Revelio. Bức tranh dung này được canh giữ lúc vào phòng sinh hoạt. Bất cứ ai muốn vào cần phải có mật khẩu. Mật khẩu à? Cần phải có mật khẩu. Bên kia đi như thế nào?
Đi coi ở trên cái phòng. Trên cái phòng trên cao nữa. Cái phòng ở hướng bên này. Cái nhà mà có hình lá cây á. Đây chỗ này. Lớp tiên tri, đúng rồi đó, lớp tiên tri. Đây để coi lớp trang này mình lên mình lấy chưa. Trang này mày. Này cái chỗ giãn của bà cô. Có vẻ như mình lấy rồi. Revelio. Cái gì? Mô hình xem chỉ tay à? Này mình lên rồi. Tiếp theo mình sẽ tới chỗ bên này. Cuối cái thư viện. How nice to see you, my young friend. Đâu? Cái này đi lên rồi. Revelio. Phép băng rồi. Glacius. Một cái áo tím. Revelio. Cái hòm xuống dưới này. Này cái tiếng gì vậy? Revelio. Khóa rồi mày. Ngon. Đồ cùi. Revelio. Đây đây đây. Find now then you guys. Coi nó nằm ở đâu nè. Last moon. Hai con. Revelio. Điểm tiếp theo mình sẽ bay tới khu ngoài sân mà
đầu ngoài sân. Đây. Đường viền trắng biểu hiện mục tiêu hiện tại. Rồi. Off on another adventure, are we? Đây, cắm một cái này. Mày cho cánh cửa ta. Mở ra mày. Aloha Mora. Đây. Có chiếu sáng đâu. Lumos. Trên cái thành. Chắc chắn là trên thành đi. Revelio. Lumos. Này có gì nè. Revelio. Hấp lực lên. Confringo. Ủa. Mày đùa tao. Để này bố ai lấy? Revelio. Xuống. Mở cửa ra mày. Aloha Mora. Ngon. Ba cái. Mình nơi tiếp theo nó. Mình sẽ dịch chuyển tới tháp chung này. Mình dịch chuyển tới cái sân tập bay. Như bên trong với sân tập bay đây chứ sân tháp chung you
lên phía trên này. Qua phía tay trái của mình. Revelio. Là nhà hương này gì? Hạ xuống đi. Kia có một con nhờ. Đây không phải. Hello, Homura. Rebellion. Aloha Mora. Mở khóa rồi. Rebellion. Giúp sư binh. Revelio. Tự nhân sư ma đầu người mình sư tử đã được phù thủy sử dụng để canh gác những vật có giá trị. À, mình nghi. Revelio. Lumos. Revelio. Gì? Một cửa lịch sử ma thuật. Lumos. Mày bên này đúng không? Mày. Quay lại cái chỗ nãy.
đây nơi tiếp theo. Get down here to the mình sẽ phía này. If it sees my mom. Dưới này. Mở cửa ra. Đây. Revelio. Con rồng đi thẳng. Alohomora. Khóa cấp 2 mở. Mở ông y khóa cấp 1 khác gì đó. Revelio. Lớp giả kim. What do we have here? A demigod. Revelio. Demigod. Đây. Đưa ra. Where now, demigods? Con này lấy khá cực. Giờ mình sẽ vô phòng giáo sư Fix. Revelio. Arresto Momentum. Revelio. Lumos. I've always said that travel broadens the mind. Lửa đâu? Confringo. Revelio. Chỗ nó ai lái được? À, nhớ rồi, nhớ chiêu rồi. Akio. Revelio. Trong này còn cái mặt quỷ không? Đây. If the rumors are to be believed, you've taken to increase the population. Where do you find the time? Nơi tiếp theo đó là ở ngoài này. Ở đây. Kiếm cái này nhanh chả. Này kiếm một cái từng cái phiền phức. Đi tới bên này chứ. Revelio. Alohomora. Nó hóa tao mày. Revelio.
Mở ra. Hòm gì đây? Tạm thời đi tới cái nhà này trước. Cái gì? Trồng vật bếp bên của Simpson. À, trồng vật này để nấu chế tạo thuốc. Đồ đeo lưng chưa sắp. Just let me know if there's something in particular you're looking for. Mình lấy rồi đúng không? Rồi tiếp theo mình lấy chỗ bên này. Biết mình lấy chưa? Ra nào ông nội. Hello there, come on in. Phía bên này. Aloha Mora. Đấu nghịch nhau. Revelio. Inventory. Tay. Mặt. Inventory. Cán đũa. Áo chùm 63. Ngón. Đầu. Quăng. Quăng luôn. Cổ. Quăng. Thử thách. Mở ra mày. Revelio. Nhiều nhà khóa nhỉ. Mine now. Hello Hamora. Mở ra mày. Revelio. Một cái mặt trăng vượng quỷ.
Cấp 3. Alohomora. Mở ra. Revelio. Lái rồi sao? Rebellion. Quay lại chỗ này. Vô mày. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. Accio. Arresto momentum. Descendo. Repulso. Confringo! Incendio! Confringo! Accio! Revelio! Accio! Revelio! Accio! Revelio. Đồ đeo chưa xác định. Ai nhà này đây. Này nhưng mà lái rồi. Sáu cái nữa. Còn bảy cái nữa. Như ở trên đài. Đài gì? Trốn ở mày. Handy resource indeed, your field guide. I'm most Revelio. Thank you.
Trong này có nè. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Bữa mình lấy rồi. Revelio. Mày quá. Nhà mà có bóng bấm luôn. Mày rẽ lên phía trang này. Hogsmeade, here I come. Lại đúng không? Hello. Rebellion. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Dura Core Feather, oh, it doesn't hurt. Rồi. Hello. Xin chào. Welcome to Brood and Peck. Chào mừng tới tiệm ổ của Peck. And before you ask, I'm hiện tại chỉ hết lông ngựa bay rồi. The lot of it was bought up by thương gia đó, đã đặt mua rất nhiều thứ đó. Rồi đích thằng chị giao cho họ. Họ chẳng quan tâm tiệm của chị có phải đóng cửa hay không. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt. Chị cho cái đi ship đồ á chị. Anyway, what are you here for? Mooncalf fur? Derrickal feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop. Chị từng mang mấy con chim bịt tích đó. Rồi mọi người cứ đòi lại tiền khi về nhà, thấy mọi thứ nổ tung, chim nó thì biến mất. Nghe có vẻ khó chịu. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Phần lớn cũng cấp lòng chim hoàng hỷ, giờ chị đang sống thánh viện mưa gù. Not surprising, I suppose. The choir knows. Tiếng gào nó thật là kinh khủng. Nhưng lông chúng thì rất là tiền. Người ta phát điên vì lông. Sounds like stocking your shelves comes with some hazards. Truer words never spoken. Lời chân thật chưa bao giờ nói ra. Good business it was, but add it up to here with parents grumbling. Cha mẹ chỉ cứ còn nhậu. Mà chỉnh kỳ danh thì rất là phát đạt. No, best with byproducts. And I do like to make sure the beasts are safe and well cared for. Couldn't guarantee that with some of these prospective owners. Now, why don't you have a good look around? Stocks change all the time, and not just because they disappear. Always best to pop in whenever you can to get things before they run out. Which they used to literally do. Còn gì cứ ọc ọc. Thank you, I will. Take all the time you need. Cứ thoải mái tìm thứ em cần và cảm ơn đã ghé qua. Treat to have you here. Chị rất vui khi em ở đây đó. Thế chị có bán cái gì? Lòng chim gì? Now, what sorts of beast byproducts might you be looking to acquire? I don't mind selling things to certain clients. You could never go wrong with those. Good choice, I'd say. Lòng bằng mã, lòng chim cầm, lòng mèo ma, lòng cừu mặt trăng, lòng cục kịch, lòng bông súp, vòng mã, một cốc, bạch kỳ mã. You could never go wrong with those. Good choice, I'd say. Cho em xin lại công. I wouldn't mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Revelio. Bà này bà nuôi. Ổ của Peck là một người có tình yêu quái thú mãnh liệt. Quái sẽ cho bạn mức giá hợp lý với bất kỳ con thú nào cần mái ấm an toàn. À. Bên nuôi tụi nó ngồi này à. Sorry if there's a smell. New batch of toad hide. Revelio. Nhìn đi nhà nuôi chim. Ở đây, ở đây. Aloha Mora.
Bỏ ra mày. What do we have here? Ủa? A demigod. Demigod. Mind now, demigods. Đưa đây bạn. Bảy con. Revelio. Trang bị đã đầy. Còn đồ chưa xác định. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Aloha Mora. Đấu ngược. Revelio. Mở ra. Ngon. Điểm tiếp theo mình sẽ ra ngoài Hoàng quốc thế giới. Đây. Chuyển ra đây. Vô mày.
It's like a place right out of a storybook. Bye. Revelio. It's you. Mày núp ở đây. Thank you again for finding my dear Archie. I honestly don't know what I would do without him. He's all I have now. Cô bán đồ với cô. So much like his father. Lùm đóm nữa. Điểm tiếp theo. Bên này. Đây. Aloha Mora. Mở ra mày. Thằng Trang. Revelio. Not sure how I'd fare in a little place like this. You hoang rồi luôn. Wingardium Leviosa. Capulso. Confringo. Incendio. Revelio. Incendio. Chỉ không? Confringo. Đây, địa điểm tiếp theo là ở trên này, nhà con sói đây. Và căn nhà thứ hai. Nhà đầu tiên và nhà thứ hai đây. Mind now, Demi guys. Rebellion. Điểm tiếp theo là cuối map Pick up Point. Đây. Và đó là căn nhà có cái cửa sổ gỗ. Nhà thứ nhất bỏ qua. Đây. Đây đây. Nhạc bắt hũ. Nhạc hay thế. Revelio. Và địa điểm tiếp theo là ở căn nhà ở bên phía trường. Ngoài rìa. Đây. I invented flu powder. Wonder who lives here. Đây chạy thẳng này, đó chính là căn nhà trước mặt. I know what that means. Merlin. Cái gì? Thử thách Merlin. Revelio.
nhiều đồ thật đấy. Bảo anh chào mình mới ghê. Mày có cái chung, có rương to nè. Hello, Hamora. Xinh. Ngồi. Be terribly grateful if you could help me and my friend with a time-sensitive delivery. Giúp ổng một kiện hàng rất gấp. Coi. You sound as if you could use. Nghe nói như ông cần giúp đỡ. I could. Đó tên là Eddie Thất Tổ Quốc. A dear friend of mine, người bạn của ta ở Ferox đang phát điên vì những vụ tấn công táo bạo vào thôn Ranrock và đám thuộc hạ quá. Ta đã gửi hai cái hòm cải gặp Trung Hoa để giúp chúng nhưng mà đã bị thất lạc. Ông gửi đám cải bắp lên đi đánh với cây tình à? To battle Ranrock's loyalists. I did indeed. You see, I know plants. Ta biết về các loài cây mà ta tin lũ yêu tinh. Tôi khó chịu. Nỗi tấn công của các cây đó. Ta mong cháu có thể tìm được hai cái hòm và mang thứ bên trong cho bạn ta. Ta không bỏ cửa hàng lúc này được. Được không? Cháu sẽ để mắt tới hai cái thùng nó của bó. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. Nhờ giao hàng đó. Ông có bán gì? What do you have for sale? I'm convinced that Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. That all sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Ông bán không có gì. Thank you. I hope to see you again soon. Đồ cùi. Đồ cùi. Có cái can đũa mới. Cổ. Ngon thế. Ngon vậy. Kỹ năng. Có kỹ năng mới rồi. Kỹ thuật chức. Hắc ám đi. Ngon vậy. Cục lõi. Tăng phẩm vi. Revelio.
Con bù nhìn phép, bù nhìn tinh ngạch, phù phép để bảo vệ khu vườn, đuổi những lưu quả. Be strong, Alexandra. Đây, is everything mọi thứ ổn không? If the Hamlet sent you here to người trong thôn gửi cháu tới nói chuyện với ta. I know ta biết ta phải làm gì. It's not every day a girl để một con gái hạ quỷ khổng lồ đâu phải chuyện dễ. Ta cần phải có thời gian để cháu ạ. Biết cô là con quỷ khổng lồ của cô là sao? Nghĩ rằng tại sao cháu ở đây? I'm sorry. Ta xin lỗi. I suppose if you dành đủ thời gian với đám quỷ khổng lồ thì cháu sẽ quen đi cách cư xử bằng cách. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled off the Hamlet yesterday. Ngày hôm qua. He just needs more time. But everyone wants him gone. Mọi người đều biết muốn they nó biến đi. Mọi người ta có thể biến đi. Huấn luyện một con quỷ. Và chuyện bất khả thi. Thật dũng cảm khi cô dám thử. It certainly takes a lot of courage to try. I'll give you that. Thank you. Cảm ơn cháu. Thank you for cảm ơn cháu đã nói thế. Ta hy vọng những người khác cảm thấy thế. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. Ta hiểu tại sao họ lại lo lắng đến như vậy. I could train him. I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and nó là my problem. Khổng lồ của tao. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's à, tức là bà này đúng một con quỷ khổng lồ. I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. Mình với ai? I'm not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh no, I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area mình tránh khu vực phía tây ở chỗ này. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Cháu làm được mà cô khinh cháu thế. How nice to see Revelio. Troll on the loose near a hamlet. That could be devastating. It's like a place right out of a storybook. Kho đồ. Bao nhiêu cái mùn? 12 cái còn cái nữa thôi. Cái cuối cùng ở cái nhà biến ngô mở ra mày. Họ phát triển nhiệm vụ phụ nhiều nha. Off on another adventure, are we? Phải đi xuống rồi, đi lên qua đây. Tới cái chỗ nhà biến ngô. Aren't you one of the students who saved little Archie Bickle from Rookwood's lot? Nghe biến ngô rồi ta. Ok đi. Di chuyển qua dưới này. Và cuối cùng là cái nhà. Có cái nhà mà luôn.
Vô. Đây, ngôi nhà này. Nếu cháu nghe thấy bà nó nói gì đó. Yes, indeed. Tật lệ nắm nhảm hả? Giờ này thích nói chuyện của mình kể từ khi chồng thắm mắt. Tên là bà Althea, rất vui được gặp cháu. Có thể cháu sẽ hứng thú về điều này, những người trẻ như cháu ưa thích những thứ đó. Chồng của ta thường trầm ngâm về một bức tượng bí ẩn này bên ngoài thôn. Mấy khẳng định nó là một câu đố liên quan tới những cái bình. Tôi tình cờ thấy nó hôm nay và cảm thấy mình có nhiều năng lượng để kéo dài chuyến tàu bộ của tâm. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumors surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take có lẽ cháu nên xem qua là hứng thú được nghe bất cứ thứ gì từ cháu tìm thấy. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope. Tôi hy vọng cháu có thể giải được câu đố đó. If not for me, then không vì ta thì cũng tưởng nhớ tới chồng ta nhé. Đây, 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 đây. I should look into the statue Madam Twiddle mentioned. Chả là một chân. Về thôi. Lên gặp giáo sư. Ở đây đúng không? Bên này úp phép nốt nào. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings. Any luck removing some more of those demiguy statues? I actually have some moons for you. Đưa cho ông phép cuối cùng. Dear me, you have been busy. Incredible. Thank you. You're ready for the final Alohomora lesson. With this knowledge, no lock shall ever stand in your way. You have done all I asked. I only wish I knew who put those statues everywhere in the first place. Alas. If you do find more, please feel free to remove them. You'll be doing your caretaker a huge service. And if I ever find out who the bookie is behind this straw trick, I shall let you know. Thank you once again for your assistance and tenacity. Aloha. Alohomora, no lock is unbreakable, but do feel free to keep finding demiguy statues and remove Revelios. Ok, có lẽ mình sẽ kết thúc cái tập mà tìm mặt trăng quỷ ở đây thôi.